đời sống văn hóa ở khu kinh tế mới. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có một dịp nào đó đi về các vùng kinh tế mới, các vị sẽ thấy ngạc nhiên và không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tại sao như vậy? Bởi vì các khu kinh tế mới ngày hôm nay đã đổi da, đổi thịt. Các khu kinh tế mới ngày hôm nay đã sống đời sống văn hóa mới, đã sống ổn định và sống rất bình an. Nhờ các cấp chính quyền đã định hướng theo các phong trào như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo. Tất cả những phong trào đó cho chúng ta thấy sự quan tâm của các cấp. Đồng thời, theo sự hướng dẫn của các cấp, các anh em, các gia đình trong các khu kinh tế mới đã sống đời sống văn hóa mới. Đường xá rất quan trọng, bởi vì trước đó, những năm xa xôi, các đường xá lầy lội, khó đi, các đường xá không thể di chuyển những hoa màu mình đã làm ra một cách dễ dàng được. Ngày hôm nay, các đường xá, đường liên thôn, liên xóm, liên xã đã được bê tông hóa tất cả. Ngày hôm nay, các trường học đã được mở ra tại các khu kinh tế mới để các em, con cái của các gia đình có nơi học hành và có nơi có thể nghỉ ngơi cho các em nhỏ, các em mầm non. Người ta gửi các em mầm non nơi các nhà trẻ để cha mẹ có thời giờ đi làm ăn. Rồi chúng ta thấy chúng ta có điện lưới quốc gia đã được kéo về các khu kinh tế mới để thắp sáng. Nước đã được lọc sàng một cách sạch trong. Chính vì vậy, đời sống của các khu kinh tế mới đã hoàn toàn được đổi mới. Đổi mới về cách sống, đổi mới về cách ăn mặc, đổi mới về nhà cửa. Có những nhà đã xây dựng những kiểu mẫu rất đẹp, có những nhà đáng giá cả tỷ bạc hay hoặc hơn nữa. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của các khu kinh tế mới. Đời sống an ninh trật tự xã hội đã được bảo đảm. Đời sống của khu kinh tế mới đã đẹp đẽ hơn, đã an toàn hoàn toàn. Nhờ đó, tất cả mọi người, tất cả các gia đình trong các khu kinh tế mới đều an tâm làm ăn và xây dựng quê hương thứ hai của mình một cách thật đẹp, một cách thật hoàn hảo. Nhờ đó, mọi gia đình đều có của ăn của để, mọi gia đình đều luôn luôn sống cái châm ngôn tốt, đó là đoàn kết, để cùng nhau chung sức xây dựng đời sống của mình mỗi ngày mỗi cao hơn, mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Đó là những điều mà các khu kinh tế mới đã đổi mới. Khi các khu kinh tế mới đổi mới như thế, chúng ta nhìn lại nhận ra rằng quả thực đi xây dựng một khu kinh tế mới, đi xây dựng một vùng kinh tế mới, nó đòi hỏi một thời gian khá lâu dài. Và có sự định hướng của các cấp chính quyền thì các khu kinh tế mới ngày hôm nay đã hoàn toàn đổi da, đổi thịt.